Liên tiếp hai vòng đấu, Tottenham Hotspur đã thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng 2-0 trước Fulham và 2-1 trước Crystal Palace. Đội trưởng Son Heung-min đã có đóng góp quan trọng trong cả hai trận đấu, ghi bàn và kiến tạo. Trận đấu với Crystal Palace diễn ra vào rạng sáng nay 28 tháng 10 và đã chứng kiến sự tỏa sáng của Son Heung-min. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Wood của Crystal Palace đã ghi phản lưới nhà ở phút 53, mang về bàn mở tỷ số cho Tottenham Hotspur. Phút 66, Son Heung-min đã nâng tỷ số lên 2-0 với một cú sút chính xác từ cự ly 6m. Bàn thắng danh dự của Aleb ở phút 90+4 chỉ giúp Crystal Palace giảm tỷ số. Tottenham Hotspur đã kiểm soát bóng tới 72% trong hiệp 1, mặc dù chỉ có 3 pha dứt điểm vô hại. Tuy nhiên, họ đã mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của Wood. Với chiến thắng này, Tottenham Hotspur tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ ở Premier League và Son Heung-min đang tỏa sáng là ngôi sao sáng giá của đội bóng.